Edupia là phần mềm học tiếng Anh tốt nhất dành cho học sinh tiểu học, khối lớp 3, 4, 5 và cũng là khóa học tiếng Anh duy nhất có chương trình được xây dựng dựa trên sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Edupia giúp học sinh tăng điểm số trên lớp với hiệu quả lên tới 95%. Edupia là phần mềm học tiếng Anh bổ trợ bao gồm hệ thống bài giảng đã được đóng gói khoa học, hợp lý, theo lộ trình phù hợp với từng lứa tuổi, cấp độ từ dễ đến khó. Học sinh có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần điện thoại, máy tính có kết nối Internet. Hệ thống chương trình của Edupia được phân chia rõ ràng theo các khối lớp 3, 4, 5, giúp học sinh có thể dễ dàng tự học, làm bài hiệu quả, củng cố kiến thức trên lớp và nâng cao điểm số. Kết hợp với hệ thống bài giảng là các buổi học live class cho phép học sinh tương tác trực tiếp với thầy cô bản ngữ và các bạn. Đặc biệt, theo suốt quá trình học tập của các con là sự kèm cặp, theo sát của thầy cô ban giáo vụ. Khóa học Edupia được xây dựng và phát triển dựa trên khung chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 4 nội dung chính đó là tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4, tiếng Anh lớp 5 và series tự tin thuyết trình. Trong đó, chương trình học của mỗi khối lớp được chia thành 20 unit, bám sát sách giáo khoa mới, các bài ôn tập và các bài kiểm tra. Mỗi unit sẽ diễn ra trong khoảng 4 đến 5 buổi học theo các chủ đề về từ vựng, mẫu câu, phát âm và bài tập nâng cao. Mỗi buổi học của Edupia bao gồm 3 phần chính: một video bài giảng của thầy cô người bản ngữ, bài luyện tập phát âm theo từ và câu, các bài tập luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 100% thầy cô của Edupia đều là người bản ngữ có nghiệp vụ sư phạm cao và khả năng giảng dạy xuất sắc tại các trường quốc tế lớn trong và ngoài nước. Các số liệu cho thấy 95% học sinh cải thiện điểm số kể từ khi sử dụng Edupia. Đồng thời, tỷ lệ khách hàng hài lòng với Edupia lên tới 98%. Có hơn nửa triệu học sinh đang tiến hành sử dụng các khóa học có tính phí với tỷ lệ hơn 60% tiếp tục sử dụng sau 12 tháng là những con số biết nói thể hiện sự tín nhiệm của phụ huynh và học sinh đối với Edupia. Áp dụng công nghệ 4.0 và giảng dạy, đây là điểm khác biệt hoàn toàn của Edupia so với các chương trình học tiếng Anh online khác. Công nghệ nhận diện giọng nói AI độc quyền iSpeak của Edupia cam kết giúp con phát âm chuẩn như người bản xứ chỉ sau 3 tháng. Ở lứa tuổi tiểu học, việc được rèn phát âm chuẩn ngay từ đầu là vô cùng quan trọng, bởi con phát âm sai sẽ dần thành thói quen khó sửa về sau này. Giọng đọc của các con sẽ được so sánh với giọng chuẩn của người bản xứ, kích thích trẻ luyện tập phát âm cho đến khi chuẩn xác và được 100 điểm. Edupia không đơn thuần là công cụ học tập thông minh vô tri, mà thực sự là trường học online đúng nghĩa. Tại Edupia, chúng tôi có đội ngũ thầy cô ban giáo vụ người Việt luôn theo sát, kèm cặp các con trong suốt quá trình học tập và thông báo kết quả của con về cho bố mẹ hàng tuần. Đảm bảo chất lượng học tập xứng đáng với những gì bố mẹ đang đầu tư cho con. Bố mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng, an tâm và rèn con khả năng tự giác học, yêu thích học tiếng Anh với Edupia. Tránh mắc phải bệnh thường gặp của nhiều ứng dụng học tiếng Anh là biến sản phẩm thành một kho tài liệu nhưng không có sự tương tác. Edupia đã tạo ra những lớp học live class là những buổi học trực tuyến nơi học sinh có thể nói chuyện, đặt câu hỏi, được thuyết trình với thầy cô, không khác gì những lớp học thực thụ. Bên cạnh đó, việc học không bao giờ nhàm chán nhờ giải đấu Edupia Champions League diễn ra vào 19:55 tối thứ Năm hàng tuần. Đây là hoạt động ngoại khóa độc quyền thuộc chương trình học của Edupia, nơi các con có thể thách đấu với bạn bè cùng cấp để đạt giải thưởng. Khóa học Edupia được thiết kế theo chuẩn chương trình sách giáo khoa và có báo cáo học tập theo 4 kỹ năng ở từng bài học nhằm đảm bảo hiệu quả thực sự của khóa học. Học với thầy cô nước ngoài, 100% giáo viên người bản ngữ có nghiệp vụ sư phạm cao đến từ các trường quốc tế với khả năng trình bày xuất sắc. Khắc phục điểm yếu nghe nói, ứng dụng công nghệ 4.0 độc quyền iSpeak giúp học sinh phát âm chuẩn, nghe nói và giao tiếp thành thạo. Hiệu quả học tốt. Chương trình học Edupia bám sát sách giáo khoa giúp 95% các con chăm đạt điểm cao trên lớp. Cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
tiện lợi, chi phí thấp. Học online ngay tại nhà trên điện thoại, máy tính với 15 đến 20 phút trên một ngày với chi phí chỉ 59.000 đồng trên một tháng, chưa đến 2.000 đồng cho một ngày. Yên tâm của phụ huynh, các con được học theo lộ trình, có thầy cô ban giáo vụ theo sát hỗ trợ và đánh giá kết quả học hàng tuần. Edupia, tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh tiểu học.